Rồi bây giờ này, Rồi. anh thì nhiều tuổi hơn Dũng Võ, thì Dạ dạ, dạ em biết. lần trước đã nói rồi, tức là tôi gọi là anh em mình cùng yêu đất nước Việt Nam, đều yêu Tổ quốc Việt Nam, nhưng có tư Dạ. tưởng nó hơi trái chiều một tí. Thì nói chung là mình trên quan điểm này, anh là người sống ở trong nước, thì nó ví dụ như là mình chỉ nói về đất nước Việt Nam thôi, thì em có một cái điều gì đấy mà em ví dụ chưa hiểu hoặc là như thế nào khác thì em có thể hỏi, thì anh Dạ ok. trả lời được Dạ thì anh trả ok lời. em Rồi rồi ok. em có lên với anh lần này lần thứ ba, lần thứ nhất thì đã hiểu, mình đã hiểu nhau rồi. Anh em mình Rồi dù ok. dù có nó khó khác cái quan điểm nhưng mà anh em mình cũng là người Việt Nam, mình Đúng rồi. phản biện nhau để mình tìm được con đường nào mà Đúng rồi, tốt mình nhất hiểu cho dân tộc thôi, mình. đúng Đó không? là điều Mình quan hiểu trọng. về đúng, mình hiểu Dạ. về đất nước mình. Ok. Dạ, nhưng mà Ừ. nhưng mà trước khi em có lên giày, em cũng cảm ơn anh Bằng là có lời mời của hồi nãy em đi công chuyện em không có về kịp, nhưng mà em đã có thác Rồi. lại với anh là em nói hôm em đi công chuyện giờ đi về mới mới đi công chuyện về. Nhưng mà em Rồi. có cái ý này, khi mà anh mời em là em là khách, anh là chủ nhà thì dĩ nhiên là chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Em cảm ơn Tất anh nhiên. điều đó. Và khi nào mà anh nói chuyện á thì em sẽ cố gắng không ngắt ngang lời của anh, và cũng và xin anh cũng cũng làm giống như vậy hả anh Bằng. Rồi, À, các nhưng mà dạ bây giờ có một điều thế nhưng này. dạ nhưng mà vậy ví dụ giờ em Một nói ý một thôi, chứ mình đừng đúng cứ tràn lan đúng đại đúng anh hải ra, thì anh cũng đúng nhiều tuổi đúng rồi, nhiều khi anh không nhớ đúng. được hết, đúng không? Nhưng mà ví dụ Đấy. giờ vậy em Ừ. bây giờ em đang live stream với anh á bằng cái iPad và em có cái phone của em. Ví dụ giờ em nói 1 phút, anh nói 1 phút thì anh cho em nói 1 phút, mình fair play ha, là công bằng. Không, bây giờ đây, một ý một, ví dụ như em nói về vấn đề biển đảo chẳng hạn, thì biển đảo ví dụ em hỏi thì nó ngắn hơn, nhưng anh trả lời thì có khi nó dài hơn, thì ví Ok. dụ anh theo ý anh từng ý một thôi đấy. Dạ. Thì bây giờ ví dụ em cứ cái vấn đề anh sống ở đất nước Việt Nam, mà ví dụ em có một cái gì đấy mà em chưa hiểu hoặc là em nghe mà em cảm thấy nó thắc mắc chẳng hạn, bây giờ thì nếu mà anh trả lời thì anh trả lời, nếu không thì anh nhờ bạn anh trả lời, bây Dạ, giờ ok anh, đấy. không có gì. Ok. Thì đây là nói chung là trên cái vấn đề mà anh em mình trao đổi nhau thì đâu phải là cái người mình là mình thí dụ giờ mình rành về vấn đề này mà cái vấn đề kia mình đâu có biết, giống như giờ anh Bằng rành về vấn đề chính trị nhưng mà về vấn đề y học, vấn đề mà về kỹ sư Rồi cơ đúng khí rồi. hoặc là vậy mình đâu có Rồi. biết đâu, đúng không? Cái nào mình biết Rồi. mình nói. Dạ thì Ồ. nói chung là quan điểm thôi. Bây giờ 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 mình bắt đầu bây giờ bắt Ok. đầu giờ anh cho em nói với anh là cái ý này mà hôm hôm lần rồi á, Ừ. khi mà đang nói tới vấn đề Hoàng Sa Trường Sa đó thì tự nhiên có người gọi vô, em xin lỗi là có chuyện quan trọng em phải nói chuyện, bởi giờ không có lên lại được diễn đàn của anh, là Rồi chứ ok. là ngày đó là đã khuya rồi. Ok Ừ. thì bây giờ đó thì em xin trở lại cái vấn đề đó, bởi vì cái vấn đề Ừ. đó nó chưa ngã ngủ, chưa tới đâu hết á. Rồi. Khi nào mà hôm hôm em nói tới Hoàng Sa bị Trung Cộng dùng vũ lực đánh chiếm 1974 á, tháng Ừ. Giêng 1974 á, thì em có Ừ. cái nhận định mà anh không đồng ý, là tất cả các anh em ở bên phía bên kia là không Ừ. đồng ý. Thì nhưng mà theo cái ý của em á thì em thấy cái chính phủ miền Bắc lúc đó là toàn bộ chính trị lúc đó là ông Lê Dũng, Trường Chinh và Phạm Văn Đồng, lúc đó là có cái lúc đó là đi cái đường lối là quá khờ dại. Tại sao em nói câu này, để cho em sẽ giải thích tại sao em nói cái câu này. Bộ chính trị, cả bộ chính trị miền Bắc lúc đó quá khờ dại đi, và có Ừ. thể là không biết làm như thế nào, nhìn không có ra cái vấn đề. Bởi vì miền Bắc và miền Nam lúc đó là có chiến tranh, nội chiến, cuộc nội chiến, nhưng mà Không, trong cách cách âm em gọi là đánh nhau thì gọi là có chiến tranh, em đừng nói đúng chuyện nội chiến thì nó đúng dài lúc lắm, đó là có đánh nhau. có chiến tranh nội Ừ. chiến Nam Bắc, và không ai phủ Không, nhận điều đó hết. có cái Nhưng mà chiến tranh, em nói thế rồi, em dạ đừng nói nội chiến. Rồi xong. Có chiến tranh. thì dĩ nhiên là nội chiến là nội Không chiến không không tranh, không nhưng mà không. nói miền Nam miền Bắc đánh nhau là Thôi nội thôi chiến chứ thôi, không phải là em nói từ chiến tranh, em đừng đừng có nói chiến tranh. Đừng có nói nội từ nội chiến. Nội chiến anh không. đam mình rất là lâu ấy, thôi nội chiến tranh xong. Nói thằng nói tiếp. Thì cứ ok cho anh, Ừ. cho cứ cho là chiến tranh, Còn để có chiến tranh. anh nói cho chiến tranh, nhưng mà em cho cuộc chiến Rồi. này cuộc chiến huynh đệ tương tàn miền Nam miền Bắc với Không, nhau một cho cái gọi là vấn đề nội nào chiến. đó, một bữa nào đó anh sẽ nói xem cái cuộc này có phải cuộc nội chiến hay không. Bây giờ em đang nói về Hoàng Sa thì em cứ đẩy về Hoàng Sa đi.
Ví dụ như em chỉ cần nói nội chiến cái là em bây giờ nói về đó, đó tại sao em nói cái bộ chính trị miền Bắc lúc đó là quá khờ dại, bởi vì sao? Bởi vì nếu mà cái cuộc chiến tranh thôi, giống nói với anh ấy, cuộc chiến tranh đó miền Nam miền Bắc với nhau á, thì cái rồi. Dù sao đi nữa cái Hoàng Sa Trường Sa đó là một phần lãnh thổ của tổ quốc của chúng ta, dù miền Bắc rồi. Miền Nam vẫn là người Việt Nam, đúng không? Rồi. Nhưng mà em nói cái điều đó, mà em nói cái điều đó anh lúc đó anh không đồng ý, rồi cái điện thoại cấp ngang là Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Bắc không có đặt cái chủ quyền đất nước trên lên trên cái quyền lợi của đảng phái, bởi vì họ tốt. Rồi, ý em lần trước em hỏi thì nó một số người sau khi em xuống người ta đã trả lời rồi. Nhưng mà bây giờ anh sẽ nhắc lại cái câu trả lời đó. Năm 1974. Không, bây giờ em hỏi một vấn đề, một năm 1974 thì là cái mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước là một ở trên cái vùng đất liền là mục tiêu hàng đầu. Cho nên là bây giờ với nữa Trung Quốc và Liên Xô giúp coi như là về vũ khí và về cái vấn đề lương thực thực phẩm hoặc về cái vấn đề khác để mà giúp cái quân đội, coi như là mình nói miền Bắc đi, và chính phủ Việt Nam, chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam giải phóng miền Nam, cho nên mình lúc ấy lực lượng mình chỉ dồn vào cái phần đất liền thôi, chứ còn bây giờ không. Đấy là ý anh trả lời, còn coi cho xong cái vấn đề Hoàng Sa đấy, đấy em hỏi đi. Ý em là như thế, ý anh là như thế, xong cái phần đấy. Chứ còn bây giờ mà anh em mình cãi nhau thì nó lại ra, thì nói chung là đến Tết không xong. Cái này em không có cãi với anh bằng, cái này là em chỉ đưa ra cái ý kiến của em. Đúng, em sẽ còn ý kiến của anh là thế. Dạ em đấy. Em sẽ chứng minh được tại sao là em nói điều đó là em cho là đúng. Em sẽ chứng minh cho anh thấy điều này. Cái thứ nhất á, là cái người Trung Quốc á, lúc nào á, từ ngàn năm tới giờ lúc nào cũng xâm lắng, muốn vào cũng muốn chiếm đất nước Việt Nam mình á, là biển đảo hay là đất liền, chuyện đó là hiển nhiên ai cũng thấy rồi. Là cái thứ nhất. Và em tại sao em nói điều này? Bởi vì á, ngay cả người đồng chí của miền Bắc là lúc đó là Liên Xô, anh nên nhớ là năm đó là Trung Quốc nó đánh chiếm Hoàng Sa, mà Liên Xô đó đã phản đối Trung Quốc dùng vũ lực để cướp cái quần đảo Hoàng Sa của miền Nam Việt Nam. Và lúc đó Liên Xô là chế độ cộng sản, miền Bắc đi theo Liên Xô theo chế độ cộng sản, mà miền Nam cái quần đảo đó là do miền Nam kiểm soát. Nhưng mà chính người đồng chí của miền Bắc đã đứng lên để nói là phản đối Trung Quốc, không được làm điều đó. Đó là em chứng minh anh một điều đó. Và thế thì nếu em nói với anh Bằng nè, nếu em là người có quyền trong cái bộ chính trị miền Bắc lúc đó, em sẽ làm điều này. Và làm điều này là có rồi, là em làm gì? Sẽ giúp được miền Nam. Và dù chúng ta đánh với nhau đi, miền Nam miền Bắc đánh nhau, nhưng mà phải nhớ là mảnh đất thiêng liêng của chúng ta không thể để cho mất một tấc đất nào cho ngoại bang. Rồi, em là người lãnh đạo ở miền Bắc thì em làm động tác gì lúc đấy? Dạ, em nếu em là một người miền Bắc, em có quyền á, thì em sẽ nói ok, bây giờ người anh em miền Nam, bây giờ chúng ta là bây giờ chúng tôi sẽ tạo. Không anh em, cái lúc đấy không phải anh em, cái trời ơi, không phải anh em, chỉ có chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và coi như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở trên đại anh em thôi. Còn Việt Nam thì anh cứ nói coi như là Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam Cộng hòa hoặc lính ngụy Sài Gòn là kẻ thù. Không là anh em. Lúc ấy là kẻ thù. Thôi, anh cho nó không cả anh em cũng được. Rồi. Nhưng mà Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Cộng sản. Đúng không? Thì lúc đó, nhưng mà chúng ta vẫn là người Việt Nam. Anh không thể phủ nhận. Không, nhưng mà những người Việt Nam nhưng lúc đấy không là anh em. Đấy, lúc đấy là kẻ thù của nhau. Nhưng mà chúng ta vẫn là người anh em. Chúng ta cái mảnh đất đó là toàn mảnh đất miền Bắc miền Nam, vẫn là mảnh đất của cha ông chúng ta để lại. Anh không thể phủ nhận được điều đó, đúng không anh bạn? Anh nói em là như này này, cái lúc đấy là cái mục tiêu của coi như là ở cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Hòa và chính phủ cái cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nam là phải dồn sức vào giải quyết trên đất liền bây giờ để thống nhất đất nước đã. Còn cái chuyện hải đảo tất cả các thứ tính sau, còn bây giờ mình có phản đối Trung Quốc hoặc như nào đấy thì cũng không thể được, vì là thằng Mỹ nó đã bán cái quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc rồi, thì hai thằng to đầu nó bắt tay nhau rồi, thôi bây giờ mình bỏ cái Hoàng Sa đi. Không, quan điểm em là thế, chúng ta chưa ngã ngủ từ chuyện này, chúng ta chưa ngã ngủ được chuyện này. Thôi giờ em chưa trả lời hết cái ý của em, mà anh đang hỏi mà em chưa trả lời hết. Tại vì á, nếu là em là người miền Bắc á,
là em có, em nằm ở trong bộ chính trị và em có cái quyền hạn thì em sẽ xử lý như thế này. Em nói là bây giờ, bởi vì anh nói là lúc đó là tập trung lực lượng để giải quyết cái vấn đề ở trong nội địa trước, thống nhất đất nước, thống nhất đất nước, trong đất liền, đánh cho quỵ nhào cái đã, ok rồi, quần đảo đó. Bởi vậy cái người miền Bắc họ có ý như thế, họ mới để cho họ không dám lên tiếng, là cũng không nói đi, và họ sẽ làm thinh luôn, không có cái gì hết, để cho cái người miền Nam mà tự động chống chọi lớp nào ở trong đất liền, lớp nào ở ngoài biển nữa. Và nếu em để trả lại cái câu hỏi là nếu em là người miền Nam á, nếu em là người miền Bắc nằm trong bộ chính trị, em sẽ giải quyết như thế này. Em sẽ nói là ok, cái người ở phía bên kia là người miền Nam đó, bây giờ chúng ta phải quyết giữ được cái mảnh đất của ông cha để lại, ok? Là chúng tôi sẽ tạm ngưng không tấn công quý vị, để cho quý vị để cho quý vị tập trung lực lượng giữ được cái mảnh đất đó của quê hương của chúng ta, giữ quần đảo của quê hương chúng ta. Rồi sau đó chúng ta sẽ đó là đánh nhau của em. Đúng không? Và, rồi tiếp tục đánh nhau rồi. Là chúng ta là nếu mà người miền Bắc sợ bất lòng người Trung Quốc á, thì cứ âm thầm mà làm, thì Trung Quốc nó đâu có biết được, âm thầm mà làm đi. Đâu, làm sao Trung Quốc nó biết được, phải không? Lời rồi. Phải là nó nói tại sao mà ở trong này mày không đánh miền Nam, bỏ miền biển để tao đánh, để tao lấy đảo của tụi mày. Rồi. Bởi vì người miền Bắc làm điều đó đó, thì người miền Nam lớp nào chống chọi là người miền Bắc là giờ ở ngoài biển là phải đánh lại tụi Trung Cộng. Bởi vậy nó không có tàu, không có vũ khí, và không có, lúc đó là không có vũ khí, không có đạn dược. Nếu em là người miền Bắc, em sẽ làm điều đó. Thôi rồi, em xong rồi. Rồi. Đấy là ý của em làm ở trong bộ chính trị thì em giải quyết thế. Nhưng mà anh nói em như này. Rồi. Nghe xong. Dạ. Nói cứ nghe xong. Dạ. My son bring the apple for my daughter. Rồi, cứ nói điện thoại. Không, ở đây tôi nói với tất cả các bạn này, cái chuyện này thì mình, đấy là ý của Dũng Võ, nhưng đây, ở đây mình sẽ trao đổi nhau. Okay. I will do that. Yeah. All right. Thank you, ma'am. Bye bye. Sorry anh Bằng. Rồi, không có gì cả. Đúng rồi, có công việc thì mình cứ giải quyết rồi. Anh ý của em. Rồi, ý của em thì bây giờ ý của anh như thế này. Thì nói chung là mình, tức là ý của anh em mình, thì sau đó ví dụ khán giả dưới người ta nhận xét. Thấy chưa? Bây giờ anh nói em này nhá. Cái cuộc gặp giữa Tổng thống Nixon và Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger hồi đấy bây giờ vào năm 1972 với Đặng Tiểu Bình và Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh. Thì anh nói thật với em nhé, hai thằng to đầu nó đã bắt tay nhau bán đứng coi như là Việt Nam Cộng Hòa rồi. Nghe chưa? Cho nên dù Cộng sản Việt Nam, nghe chưa, có phản đối Trung Quốc chăng nữa, thì anh nói em nhé, Hoàng Sa vẫn cứ rơi vào tay Trung Quốc. Cái chuyện đến Việt Nam hồi đấy mình còn dựa vào Trung Quốc để mình, Trung Quốc ủng hộ mình để vũ khí đạn dược tất cả thứ để mà giải phóng Việt Nam, mình coi như giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước. Thì ông Việt Nam có phản đối bằng trời, hai thằng to nó đã bắt tay nhau rồi để ok cái Hoàng Sa rồi, thì dù Việt Nam Cộng Hòa chính phủ Thiệu cũng không thể lấy được cái Hoàng Sa. Xong thôi, bây giờ mình giải quyết Hoàng Sa xong không rồi. thì anh nói thì để cho thì em bà, phản biện là cái ý này, một ý này thôi. Em đồng ý với anh, em đồng ý với anh là hai cái những cái nước mà cường quốc á, họ đã bắt tay nhau, họ để làm cho cái nước nhược tiểu của chúng ta, giống như người Việt Nam chúng ta là một nước nhỏ, rồi nó đã nằm ở trên cái bàn cờ của họ, nhưng bàn giày họ, mình biết cái đường lối của họ như thế đó, nhưng mà chúng ta phải làm sao, chúng ta là một nước dược tử, chúng ta phải lúc nào cũng phải, cái người mà Trung Quốc có lúc nó muốn đánh là lúc nào nó đánh, người Mỹ muốn bắt tay với Trung Quốc là chuyện của nó, nhưng mà chuyện của mình làm sao mà giữ quê hương đất nước của mình, đó là cái chuyện của mình. Dĩ nhiên là người nó lúc nào nó cũng muốn chiếm đất nước của mình hết, giống như người Trung Quốc. Và cái người Mỹ lúc nào có quyền lợi của đất nước nó là trên hết. Nhưng mà chúng ta là một nước của chúng ta có cái quyền để bảo vệ đất nước của chúng ta. Đó là điều quan trọng.
còn cái người đó nó mình đâu có bắt buộc, mình đâu có đi mà kêu nó là mà phải, nó muốn làm chuyện gì là chuyện của nó, quyền hạn quyền lợi của nó là của nó. Còn mình nó cái điều quan trọng là mình phải giữ giữ được đất nước của mình, rồi sau đó rồi ở trong này là người miền Bắc người miền Nam vẫn tiếp tục cuộc chiến mà họ là họ hai cái ý thức hệ với nhau đó, là họ 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 muốn làm gì lúc đó là sau này họ tính. Bởi vì nhìn rồi thôi không, anh thôi được rồi thôi thôi cái chuyện ấy em đã nói nhiều rồi đúng không? Thì bây giờ này, cái chuyện đấy là cái năm 1954 thì nói chung là Hoàng Sa do Việt Nam giữ, mà nói chung là hai thằng to nó bắt tay nhau rồi thì Việt Nam Cộng Hòa, anh nói thật, ví dụ thì là bị mất cái Hoàng Sa là cái chuyện đấy là của Việt Nam Cộng Hòa. Vì là khi theo cái ông đại tá Nguyễn Thành Trung ấy có một phi đội F-5 rồi. Bây giờ ví dụ người ta bay ra ngoài Hoàng Sa, lúc bấy giờ nhá, Trung Quốc máy bay chưa bay từ Trung Quốc tới Hoàng Sa mà về được lại Trung Quốc, thì nói chung nếu mà có đánh chiếm thì hoàn toàn đánh chiếm lại được Hoàng Sa. Nhưng thằng Mỹ nó nói Việt Nam Cộng Hòa không được, coi như là như dùng máy bay thế này khác, thì nói chung Việt Nam Cộng Hòa phải nghe. Xong vấn đề Hoàng Sa thôi, xong bây giờ chuyển sang vấn đề khác hết đấy. Okay. Quan điểm của em nói xong rồi. Thôi, rồi okay. Xong quan điểm của anh là khác, quan điểm rồi. Của Dũng Võ là khác, quan điểm của rồi em xong là khác. Okay. Thế để cho mọi người dưới dưới một có một câu này nữa là hôm em có thấy anh Bằng nói là cái anh Hùng Lân á, anh Hùng Lân ảnh muốn không. Diễn đàn nhưng mà anh không anh ơi, cho bên Hùng Lân lên, bởi vì anh Hùng Lân xúc phạm Bác Hồ gì đó, xúc phạm ông Hồ Chí Minh. Nhưng mà đối với em ấy, hoặc là đối với cái người mà cái người mà nó sống ở bên này, con em cũng vậy, những đứa nít ở bên này cũng vậy, bởi vì em thấy ở Việt Nam mình có cái gì nè, thật ra ông Hồ Hồ Chí Minh á, ông là người lớn tuổi rồi, em tôn trọng, em không có thần tượng ông Hồ, và em cũng có em những gì ông đã làm để thế hệ mai sau này lịch sử mai sau sẽ phán xét. Còn em thì em cũng nói chung là thật lòng mà nói, em cũng không có em không có thù hận gì ông Hồ Chí Minh hết á, bởi vì em thấy ông là một con người thôi chứ ông không phải là thánh. Mà ở Việt Nam á, theo cái đảng cộng sản ở Việt Nam hiện giờ á, cứ đưa ông Hồ Chí Minh giống như là một vị thánh để không bây giờ đây những người không bây giờ xin đó là cái ý của em rồi ý của em. Nhưng bây giờ theo nghĩ này, anh chỉ trả lời một câu thôi mà em và anh không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh nữa. Đất nước nào bây giờ ví dụ như đất nước Việt Nam, Hồ Chủ tịch đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến thống nhất đất nước, nghe chưa? Mà những người dân Việt Nam coi Hồ Chủ tịch là một người cha già dân tộc. Nó như là ví dụ là bình thường nhé, cha già dân tộc thì cái chuyện công lao của Bác Hồ thì anh cũng không muốn nói đến ở đây. Thì nói chung là tất cả người dân Việt Nam đều coi Hồ Chủ tịch là vị cha già của dân tộc. Cho nên bây giờ này, cái chuyện em có kính trọng hay không như thế nào thì cái chuyện anh không dám ép em, nghe chưa? Nhưng ở diễn đàn của anh, ai chửi Bác Hồ xúc phạm với Hồ Chủ tịch ở diễn đàn của anh là anh lốc. Đấy là cái nguyên tắc. Còn cái chuyện ý nghĩ của em như thế nào mà em không được quyền nói ra. Bây giờ giả sử em mà nói ra một cái thì nói chung là anh sẽ đẩy em xuống diễn đàn và anh lốc em ngay lập tức. Okay. Đấy là nguyên tắc. Ví dụ này, okay, cái vị vua của Thái Lan, anh nói một tí nữa, vị vua của Thái Lan. Em sang Thái Lan, em xúc phạm đến vị vua Thái Lan, em bị 12 năm tù ngay lập tức. Đấy, chứ Việt Nam thì nó cũng chưa đến mức độ như thế. Rồi, xong Hùng Lân đã vi phạm cái chuyện đấy của anh. Okay, thì rồi xong. Bây giờ thôi, diễn đàn không nên nói về Hồ Chủ tịch. Nói về cái quan điểm của em á. Rồi. Thì em không bao giờ, em không có bên này là em đã nói với anh là em không có xúc phạm ông Hồ, em không có nghĩ là Thôi. Em không có nghĩ là ông Hồ là như thế này, như thế kia. Tốt. Tốt. Hiện nay tốt. Nhưng mà em đã chứng minh cho anh. Nhưng không anh một điều này là không hiện nay này, Bác Hồ hoặc Hồ Chủ tịch là cái vấn đề rất nhạy cảm. Anh nói thật với em ấy, chính anh cũng ở diễn đàn anh ít khi người ta nhắc đến thì anh mới nói là Bác Hồ là vị cha già dân tộc kính yêu thôi, chứ anh không bao giờ nhắc đến đời hoạt động của Hồ Chủ tịch như thế này, giải thích này khác. Thôi okay. Bây giờ không nói về cái chuyện Hồ Chủ tịch nữa, chuyển vấn đề khác. Nhưng mà ok, anh bằng nói vậy thì không anh tốt, tất cả mọi người dưới này cũng không bao giờ muốn nghe về em ấy nhắc về Hồ Chủ tịch, dù có tốt hoặc dù có như nào không nói mà nói okay. Vấn đề khác rồi okay, xong chuyện vấn đề này cả như là xong phải không, xong rồi giống như là cả như là xong. Nếu mà anh không rồi, xong. Muốn nói tới vấn đề của rồi nó rất nhạy cảm
rất nhạy cảm. Rồi. Bởi vì sao, nếu mà em thấy theo này là cuộc cái nói là nói công bằng mà nói đó, thì nếu mà anh cái mở cái diễn đàn đó, thì anh phải nên để cho những người người ta phản biện, hoặc là những người mà ở trong cùng chí hướng với anh á, thì chúng ta phải phải phân tích như thế nào. Không, cái nào đúng cái nào em sai. Em phân tích vấn đề cái gì nào, thì cái nào anh cho, thì anh nói anh còn chuyện chuyện mà. Cảm. Cái chuyện anh nói em nhé. Thí dụ giờ em đưa qua vấn đề khác, cái anh Bằng nói ồ vấn đề đó nhạy cảm quá. Không, riêng hồ chủ tịch thôi là vấn đề nhạy cảm. Anh không bao giờ, em thấy diễn đàn của anh và tất cả mọi người không bao giờ nói về cái vấn đề đó, rất nhạy cảm. Nghe chưa? Thì bây giờ anh nói chung là nếu mà em muốn nói chuyện với anh thì em bỏ cái ấy đi, về nói về cuộc đời của Hồ chủ tịch. Nếu mà không thôi, nếu mà đúng rồi, em mà cố tình nhé, em không có nói tới vấn đề của cụ Hồ nữa. Okay. Nói vấn đề khác. Nhưng mà em nói với anh Bằng vậy nè. Ừ. Tất cả những cái thế hệ nào mà ở sau này á, mình á, và những cái người ở bên đây giống như ông giống như ở Việt Nam gọi là cha là Bác Hồ á, là Hồ Chí Minh á, là cha già dân tộc giống như anh nói. Ok. Thì ở bên Mỹ này nó cũng thôi cái chuyện anh cũng giống cả, như không, là không. George Washington anh... là Thomas Jefferson, phải không? Những đây là cũng những người gì cha già dân tộc, nhưng mà thực ra là ở bên Mỹ này ở trong trường học, ở trong lớp học không có ai đưa cái người này vô để nói đây là gì cha già dân tộc, chỉ nói vậy sơ sơ vậy thôi, chứ không có bao giờ mà thần tượng. Đó là cái khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ, hoặc là những nước tư bản chủ nghĩa. Còn bây giờ anh không có muốn nói tới ông Hồ thì thôi, chúng ta sẽ nói cho nên anh mới nói với em là như thế này. Ví dụ bên Thái Lan chẳng hạn, đúng không? Người ta tôn sùng cái vị vua của người ta. Ai động ai mà nói chửi vị vua thì bị 12 năm tù. Cho vừa nãy nói rồi, Việt Nam thì cũng chưa đến mức độ như thế, chỉ coi như mới xử phạt cái tội coi như chỉ bán lãnh tụ, nghe chưa? Thì thôi bây giờ này cái vấn đề đấy, okay, chuyển nói, vấn đề khác. Nói tới chuyện khác, anh không muốn nói tới vấn đề, anh đo cho lại nhảy thì chúng ta bàn qua vấn đề khác. Rồi, ok. Rồi, em bây giờ cho thì em giờ chọn. Anh có muốn nói vấn đề nào, giống như bên này không, bên đây bây giờ có bác Trần Siêu không ha? Nãy giờ anh có thấy bác Trần Siêu lên không? Rồi có. Ok, thì hôm cũng có thấy bác Trần Trần Siêu nói, giờ em cũng có. Không, bây giờ này. Bây giờ anh Trần Siêu nói cái gì chuyện của anh ấy. Còn bây giờ diễn đàn của anh và em nói chuyện. Bây giờ em đưa ra một cái vấn đề này đi. Nếu mình có thể khả năng giải quyết được giải quyết. Thực ra thì vấn đề ở trong Việt Nam thì quá nhiều vấn đề thì đấy, bây giờ em đưa ra một vấn đề nhiều lắm. Vấn đề là về, nói chung về giáo dục nè, về y tế nè, về môi trường nè, cái vấn đề nào mình nói cũng được hết á. Giờ mình nói y tế đi. Thấy em thấy vậy nè, em không biết anh có bao giờ, chắc có lẽ anh ở Việt Nam nào giờ chắc anh cũng có đi vào bệnh, là cái anh đã đi rồi. Thực tế cái vấn đề y tế thì anh nói thật anh cũng hiểu sơ sơ thôi, chứ không phải hiểu sâu lắm. Vì thực tế là anh chỉ có người nhà anh đi bệnh viện thỉnh thoảng vào tí thôi, chứ thực tế anh nói thật chứ đời anh cũng chưa bao giờ nằm bệnh viện, anh nói thẳng. À đấy, thì em nói bây giờ vấn đề bệnh viện đó, anh thấy không, thuốc uống á, người con người ta bệnh á mà đi vô trong bệnh viện. Nằm trên một giường, mà bây giờ ở Việt Nam á, một giường bệnh mà nằm tới 2 người, 3 người và không có chỗ nằm luôn, phải nằm ở trong ngoài. Thuốc uống á, thì con người ta nhờ gặp bác sĩ, cái thứ nhất, bác sĩ á, thì nếu mà gặp bác sĩ tốt á, thì ok, còn gặp bác sĩ mà bác sĩ giỡn, bác sĩ bằng giả thì tùm lum. Còn cái thứ hai á, là về uống thuốc á, mà cái bà bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bà đó là gia đình bà là người đưa thuốc giả vào, mà bây giờ cái chiếc bộ trưởng cũng vẫn ngồi đó. Xin tốt. Bây giờ này em chỉ... Không, bây giờ này cảm thì thôi. Không nhạy cảm. Nhưng bây giờ này anh mới trả. Tức là em phải nói y tế này, em nói thực tế nó tràn lan. Bây giờ thôi, bây giờ mình nói về vấn đề thuốc giả đi. Đúng không? Thì bây giờ anh biết là bọn em ở bên đấy đã đọc về cái vụ mà công ty Pharma nó nhập, người ta nhập thuốc về giả này. Thì em muốn anh trả lời về một cái vấn đề đó, thì anh trả lời cho em biết. Vì những cái điều đó đây nhá, bây giờ này, cái công ty Pharma đấy thì ở Việt Nam cái cục gọi là cái cục dược phẩm, người ta ví dụ mỗi khi ấy vào nhập một cái lô thuốc nào đó về thì người ta có chuyện đấu thầu. Mà khi đấu thầu ấy thì công ty Pharma này
thì đấu thầu với cái giá nó quá thấp so với cái công ty đấu thầu kia. Thành công là ở bên cục thì người ta cứ chỉ định công ty Pharma nhập về, nhưng mà công ty Pharma đấy nhập về cái thuốc cũng là cái thuốc ung thư đấy, nhưng mà của Ấn Độ, thì là không, tức là mình không phải chống chế thuốc đấy, cái hàm lượng nó thấp hơn, tức là cái thành phần nó thấp hơn những cái phần, những thành phần quy định. Thành công khi nhập về Việt Nam thì vẫn còn niêm phong nhá, thì chính cái cục y tế dự phòng đấy người ta xuống người ta kiểm tra ngay, còn khi còn niêm phong luôn thì phát hiện ra là cái thuốc này là cái thuốc không đủ hàm lượng, và khi đi tìm nguồn gốc thì là biết à ông nhập cái thuốc này từ Ấn Độ về như thế này thế khác thì không đủ hàm lượng, và sau đó truy tố cái giám đốc và coi như là cái ban giám đốc của cái công ty Pharma này đấy. Cái này là do cái cục y tế người ta phát hiện ra khi người ta nghi từ ban đầu rồi đấy. Thì anh biết những cái vấn đề đó thì anh trả lời rất rõ cho em biết đấy. Thì nói chung là y tế thì nói rộng, nó còn cái chuyện mà em nói là nằm 2-3 người một giường, ví dụ như khi nào có cái chuyện dịch ấy, thì cũng có thật. Nhưng mà bây giờ nhá, anh nói em, cái bộ y tế người ta đã đưa ra cái vấn đề là cố gắng là hiện nay là những người dân mỗi người một giường, người nào nhiều tiền hoặc là có bảo hiểm y tế nó cao thì được nằm 1-2 người một phòng, 3-4 người một phòng, mà người nào cái bảo hiểm y tế mà nó thấp ấy, đóng bảo đảm y tế thấp ấy, thì là ví dụ 10-12 hoặc 20 người một phòng, mà cũng mỗi người một giường. Còn cái chuyện nằm ở dưới đất nọ kia nhá, đó là do ở Việt Nam có cái trò này, mỗi người nào đi nằm bệnh viện ấy thì lại có thân nhân đi theo, thành cũng là một, nó thành hai. Anh ở Việt Nam anh biết, chứ em đừng có nghe cái chuyện mà ở bên kia người ta nói rồi em nói không. Em đâu có nghe, ví dụ này em đâu có nghe anh Bằng. Hiện nay những y tế không Google gì? Mà người ta quay không. Mà quay ở đây người ta livestream trực tiếp từ đúng luôn. Người ta livestream khi anh biết cái cảnh livestream đấy, người ta đưa ra hình ảnh coi như là hôm ấy có coi như là cái kiểu một cái xí nghiệp bay ấy, người ta ăn sẽ bị người ta bị ngộ độc, thế là người ta phải đi cấp cứu chứ dồn vào một cái bệnh viện thì là không có giường, phải nằm đất luôn để người ta cấp cứu đấy. Nếu mà anh có còn muốn, nếu mà anh có còn muốn, nữa em nói đúng hay sai thì bây giờ sau cái cuộc livestream hoặc là ngày mai anh thời gian rảnh rồi anh đi vô mấy cái bệnh viện ung bướu Sài Gòn đi, bệnh viện ở Sài Gòn thì anh sẽ nhìn anh thấy thấy thôi. Hiện nay chứ không một cả người nằm bệnh viện nhé, ở bệnh viện ung bướu nhé, một người nằm ví dụ cái giờ vào thăm ấy nhiều khi là 5-6-7 người vào thăm. Ở Việt Nam có cái trò đấy, ví dụ ở Mỹ thì có khi ở các nước khác lại khác, đó là cái tập tục của Việt Nam nhiều khi thế. Hiện nay Bộ Y tế đã biết những vấn đề đấy rồi, đang cải thiện tất cả cái vấn đề về y tế, kể cả các giường nằm nọ kia. Nhưng ở Việt Nam cũng có một cái này anh nói cho em biết này, hiện nay các bệnh viện nhá, các tuyến trung ương, những người dân hiện nay kinh tế người ta tốt rồi, người ta cứ dồn về những bệnh viện trung ương quá nhiều đấy, thành ra cuối cùng là bệnh viện trung ương quá tải. Nhưng ở bệnh viện cấp tỉnh hoặc cấp huyện các thứ thì nó quá rộng rãi thoải mái đấy. Em bây giờ ví dụ em quê Tây Ninh nhỉ, em về ví dụ cái huyện nào ở Tây Ninh em đến bệnh viện huyện em thấy rất là cơ sở y tế rất là khang trang. Nhưng mà bây giờ người dân ví dụ người ta nhức đầu sổ mũi chẳng hạn, người ta có khi người ta cũng lên bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện trung ương luôn, hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn, chứ người ta lại không nằm ở một cái bệnh viện huyện hoặc bệnh y tế tế xã chẳng hạn. Đấy. Thôi bây thì giờ nói chung thì là cái chuyện y tế thì nói chung là nó còn nhiều việc lắm, nhiều chuyện lắm. Mà đất nước Việt Nam hiện nay đang phát triển đều phải giải quyết hết, chứ anh thấy, bảo là y tế Việt Nam chưa hoàn thiện. Anh thấy giải quyết 40 mấy năm nay mà đâu có giải quyết được cái gì hết. Anh nói em này, tài hơn em đừng có nói 40 mấy năm, Việt Nam mới phát triển được cỡ khoảng từ năm 2000 đến đây thôi, chứ chưa từ trước năm 2000 coi như là đến năm ấy là coi như là cái thời gian đấy coi kinh nền kinh tế Việt Nam vẫn còn trì trệ, giải quyết cái ăn còn chưa đủ. Anh nói em biết như thế, cho nên em đừng có bảo kinh tế Việt Nam phát triển. Thì đúng là anh bằng nói vậy thì em đồng ý với anh. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể chế này nó không, bởi vì năm 75 đã thống nhất được đất nước, đó là năm 75 tới năm cho anh nói tới năm 95 đi, là cho đi từ năm 95 tới năm 2015 là 20 năm, là từ đây là phân nửa không. Chứ anh nói đến năm 2000 thôi. Đến năm 2000 Việt Nam với phát triển từ năm 2000. Thì cứ ví dụ như từ năm 95 đến năm 98 tới năm nay là 98 là 18 năm. Đúng không? Đúng, 18 năm.
Đúng. Rồi từ từ năm 75 tới năm 2000 là bao nhiêu năm, đúng không? Thì cái bởi vì cái thể chế này nó không có hòa nhập, em đừng nói thể chế, làm cho cái đất anh nước này nó mới mới bây giờ mới, đây mới em suy đồi như thế. Còn anh suy đồi bây giờ đây, anh hỏi em bây giờ, anh hỏi em cách nay từ năm nay 2018 thì em về Việt Nam năm gần nhất là năm bao nhiêu? Năm 2015. Năm 3 năm rồi, đất nước Việt Nam hiện nay rất thay đổi. Em về đi. Em về lại đi, năm 2018 em về đi. Em thì người ta cho về. Em thấy cũng có thay đổi đó. Không, thay đổi một cách chóng mặt luôn. Anh nói em chóng mặt luôn. Công nhận mà nói nè, em thấy thay đổi gì nè. Em thấy thay đổi ở Việt Nam cũng nhiều lắm. Em thấy thay đổi là em cũng lên phone em coi, cũng thay đổi nhiều lắm, là thay đổi là dân bị bất đắc càng ngày càng nhiều. Phải không? Là em mà nói dân em nói đây đây đây, và cái chính quyền nó nhũng nhiễu càng ngày càng nhiều, cứ đây, một đây, đây. Bao nhiêu hàng tỷ 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 xây tượng đài rồi xây những cái công trình hàng tỷ tỷ đó, thấy tham quan càng nhiều, cái càng nhiều đó. Cái luận điệu của em thì không thể nào trao đổi với anh được. Em nói có bằng chứng, em nói có bằng chứng, để em đưa bằng chứng ra cho anh coi. Anh nói em nhé, cái luận điệu của em ấy, anh nói em vấn đề tiêu cực và vấn đề tham nhũng, anh không nói về vấn đề kinh tế nữa, mà vấn đề đấy càng ngày nó càng bớt đi rất nhiều. Một đất nước phát triển thì những cái đó cũng là nhiều, nhưng mà hiện nay những cái vấn đề đó nó giảm đi rất nhiều. Em nếu mà anh nói em nhé, em nói mà trên cái quan điểm trung lập thì em nói được, mà em nói trên quan điểm thù hận thì em không thể nói chuyện được với anh. Anh hiện nay anh đang nói trên quan điểm coi như là một người dân trung lập thôi. Chứ em bây giờ này em nói một câu này, tức là hiện nay đất nước, anh bảo đất nước thay đổi không? Em bảo đất nước coi như là cướp đất kiếp lúc đung tất cả các nhiều tham nhũng càng ngày càng nhiều. Cái chuyện đấy em nói rất sai. Cái này mà, em nói để em giải thích cho anh nghe, em đưa bằng chứng ra cho anh nghe chứ. Rồi rồi, thôi. Em cứ nói là thôi này. Anh cứ cho em là bây giờ đây không có thù hận gì trong này hết á. Anh xin lỗi em này. Những gì mà em biết, những gì em nói cái câu vừa nãy là anh rất không vừa ý em. Ví dụ em lên với anh, ví dụ em bảo hiện nay đất nước Việt Nam hiện nay coi như tham nhũng nhiều, em chỉ cần nói vậy thôi, anh sẽ giải thích cho em về vấn đề đề tham nhũng. Bây giờ em làm tràng lan đại hải, em xin tạc. Không, Việt Nam, em không có không, bây giờ này, nhưng mà anh sẽ giải thích cho em về vấn đề tham nhũng ở Việt Nam nhá. Bây giờ này, vấn đề tham nhũng ở Việt Nam, anh nói em này, đất nước hiện nay Việt Nam và tất cả các nước trên thế giới đều có tham nhũng hết. Nhưng ở Việt Nam, đất nước là một đất nước đang phát triển, thì cái tham nhũng ấy lại còn nhiều hơn những cái nước Mỹ, ví dụ như nước Mỹ hả? Nghe chưa? Ví dụ nhiều hơn, cho nên những cái xấu ở Việt Nam thì anh đã nói rồi. Anh có khả năng anh kể một tuần, nhưng cái xấu ở Mỹ anh cũng kể được một ngày. Nghe chưa? Vấn đề là cái nhà nước mình đã nhận ra vấn đề đó chưa? Mà có sửa sai hay không? Có sửa hay không? Mà hiện nay em thấy ông năm 2018-2017 đã bắt, đã kỷ luật bao nhiêu đảng viên, đã bắt được bao nhiêu người tham nhũng, kể cả những cán bộ từ cấp cao cho đến cấp tỉnh, bây giờ cấp trung ương và cấp huyện đấy. Thì hiện nay thì mình phải công nhận rằng là nhà nước mình đang làm quyết liệt vấn đề này, mà để cho cái vấn đề tồn tại trong xã hội nó càng ngày nó càng giảm bớt đi, đúng không? Hết đi thì không hết được, kể cả Mỹ, bây giờ Mỹ bọn em đi làm ví dụ làm leo làm nhức cái không tham nhũng, nhưng mà chúng nó tham nhũng ở phía trên những nhà tư bản và những nhà tài phiệt, nó tham nhũng ở cái phía trên đấy, đúng không? Còn vấn đề tham nhũng, anh bảo đất nước nào có, Thái Lan hai thủ tướng, Nam Triều Tiên vừa rồi xử tổng thống luôn, Malaysia ở cạnh đất nước mình coi như là thủ tướng tham nhũng 1,5 tỷ đô la, đúng không? Thì cái chuyện đấy anh nói, chuyện ở Việt Nam cũng có, nhưng vấn đề mình nhận ra về hiện nay mình đang làm rất quyết liệt. Cho nên là nếu mà em cứ nói theo cái kiểu là ui giời ấy đất nhiều ấy, nói theo giọng ấy là tranh bình tranh luận không được. OK, thì nếu mà anh xong thì để cho em có ý kiến xong, rồi nếu mà anh cảm thấy là không em nói một vấn đề thôi, vấn đề một điểm chung thì một vấn đề một thôi, đừng có nói tràng lan đại hải. Nhưng mà giống như cái lời của anh vừa nói á, thay vì em không có nói đâu xa, nó em dựa theo cái ý của anh mới phát biểu thì để em phản biện cho anh cái khúc này. Anh nói là Việt Nam với Mỹ là lúc nào cũng tham nhũng, đất nước đồng ý với anh là trên thế giới này lúc nước nào cũng có cái sự nhũng nhiễu, cũng tham nhũng. Nhưng mà cái sự tham nhũng ở Mỹ và ở các nước tư bản á, khi mà họ phát triển, khi mà họ phát hiện được một người nào tham nhũng á, là lập tức đưa ra tòa, tài sản bị niêm phong và đưa ra tòa để trị tội liền, và đưa đó là đưa lên TV, đưa lên báo chí để tất cả tòa ở Việt Nam cũng thế, ở Việt Nam cũng thế.
Cũng đúng rồi, đấy để em nói anh nghe. Thí dụ rồi. Ở Việt Nam á thì giống như anh nói, anh có thể nói ở chuyện Việt Nam tham nhũng cả tuần, mà ở Mỹ này anh cũng có thể nói một ngày. Anh có thấy sự phát khác biệt chưa? Một tuần là bao nhiêu ngày? 7 ngày mà một ở giờ Mỹ anh chỉ nói được một ngày thôi. Đó chính là lời của anh vừa phát biểu. Đúng, đó, anh phát biểu đúng. Đó là cái đúng. Đó là cái sự khác biệt đó anh Bằng. Đúng, đó. Việt Nam là một đất nước, anh nói em nhé. Tất cả những nước mà đang phát triển, thấy chưa? Thì là cái chuyện đấy nó rất là nhiều. Cho nên anh nói em này, ngay kể cái chuyện, ví dụ là cái chuyện này là cái chuyện có thật này. Một số những nhà nhá, đầu tư vào Việt Nam, người ta cũng thấy là đất nước Việt Nam hiện nay đang phát triển. Cho nên là vấn đề, ví dụ như thuế má, tất cả thứ người ta lách được. Nghe chưa? Lách được hơn những nước đã phát triển bình một cách có hoàn thiện rồi. Đấy cũng là một lý do người ta đầu tư vào Việt Nam nhiều. Cái chuyện này là anh công nhận và anh nói, ví dụ như thằng Coca-Cola, đúng không? Nó đầu tư này, đầu tư vào Việt Nam. Ngoài ra, ngoài những cái thuê đất rẻ, giá nhân công rẻ, rồi là được nhiều ưu đãi. Còn một cái lý do nữa là vấn đề chúng nó lách được thuế. Mà mỗi lần thanh tra nhé, thì anh nói em, mình thanh tra thằng Metro, thằng Coca-Cola, chúng nó cũng trốn thuế. Mà moi chúng nó ra biết, chúng nó phải đóng lại thuế biết bao nhiêu tiền. Đấy. Thì cái vấn đề là nằm ở chỗ này đó anh Bằng. Cái vấn đề, đúng. Anh công nhận. Bởi vì tại sao họ trốn thế, biết họ nhũng nhiễu. Trời, anh nói em nhá, tất cả mọi cái không thể. Anh nói em nhá, vẫn đang siết. Việt Nam đang siết. Anh nói em, kể cả vấn đề tham nhũng, kể cả vấn đề coi như luật pháp, tất cả các thứ đang siết dần dần. Anh nói em đang siết dần dần. Và anh tin rằng trong vòng khoảng 4-5 năm nữa thì những chuyện đấy nó sẽ hoàn thiện đi. Mình không đòi, không được đòi hỏi một đất nước Việt Nam nó hoàn thiện, ví dụ tất cả mọi cái nó hoàn thiện như Mỹ được. Nhưng mà anh cũng không muốn áp dụng cái của Mỹ vào Việt Nam. Mỗi nước có một cái điều kiện lịch sử vào một cái hoàn cảnh khác nhau. Đấy. Ok, chắc có lẽ là anh nói cái câu này em phản biện. Em bây giờ em chỉ dựa vào cái lời nói của anh để em phản biện, chứ em nói cái vấn đề khác thì anh lại cho là nhạy cảm. Anh nói đúng. Là chúng ta không có quyền để anh có quyền, mọi người dân ở Việt Nam có quyền để cất lên tiếng nói, bởi vì họ dùng cái tiền thuế của người dân nuôi họ và họ phải có đúng. Trách nhiệm để phục vụ lại nhiệm vụ. Anh nói đúng. Câu, chúng, rồi anh nói xong. Cái câu là không có quyền là không có đúng. Chúng anh ta đều mọi anh người phản Việt lại. Nam đều có rồi. Quyền hết. Tất cả. Chính như em cũng có quyền nè anh Bạch. Em không bây giờ em nói anh tại sao? Bởi vì em những cái đồng tiền của em gửi về ủng hộ bên gia đình em, những người thân của em bên Việt Nam, đó là cũng là em cũng rồi có quyền rồi 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 Việt Nam đó. Rồi tốt tốt chứ. Anh giải thích bây giờ này, cái chuyện anh bây giờ em đều có quyền nói như những điều đó, nhưng có hai vấn đề nói. Thứ nhất là em nói cho vấn đề đó để anh quy phục cho cả một cái đất nước, cả một cái chế độ. Thì cái chuyện đấy là không được. Nói có tính chất xây dựng. Ví dụ này, anh nói anh em này, anh nói có tính chất. Từ nãy giờ Dũng Võ có bao giờ nói để đánh phá đất nước, đánh phá cái chế độ này không? Em không có đánh phá, em chỉ nói ra cái những cái bất cập của xã hội và để nói để tìm ra một cái ý nào thôi chứ. Anh có thấy em hoàn toàn, em chỉ nói đây mang cái tính chất xây dựng thôi để giúp cho những người ở Việt Nam có thấy được cái sự bất cập mọi người đang phải gánh chịu. Chứ em đừng nãy bây giờ này nói để cho nên là được bây giờ này nói có tính chất xây dựng và nói có tính chất quy sụp và nói có tính chất phá hoại, hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn, anh hiểu không? Không bây giờ này thấy, ví dụ này anh muốn chống nước anh em tranh luận với anh không có thấy em có cái vấn đề gì mà để nói để phá hoại hết. Em đưa ra ý kiến thì em đưa ra ý kiến và em thấy cái những điều đó bất cập thì em chỉ nói vậy thôi. Còn anh nếu mà anh có thấy em như thế nào anh cứ cho là thôi vậy thì anh em mình tới đây là tạm dừng thì để cho anh chứ nếu mà chúng ta không có một điểm chung, em nói theo cái ý của em và em có thể dẫn chứng được, còn anh Bằng cho em là đánh phá là không. Bây giờ này thì cơ bản đấy này, không bây giờ anh nói với em này, cơ bản là lúc đấy anh bảo em về từ năm 2005 15 đúng không, cách đây 3 năm 15. Rồi thì em bảo là anh có tiến bộ không, em làm một chàng luôn đấy, bây giờ coi như 3 năm có tiến bộ là tham nhũng nhiều hơn, nó tất cả các thứ nhiều hơn. Anh nói em nói như thế là em nói có tính chất quy chụp, không phải nhiều hơn mà nó đã giảm đi rất nhiều. Em hỏi anh nè, bây giờ để em đưa anh ra cho bằng chứng anh nè.
Em nói là nhiều hơn là bây giờ đi ra đường công an nhũng nhiễu, người dân bắt lại không mấy cái đó, từ đó từ từ hồi đó tới giờ nhiều lần lắm rồi, và càng ngày nó càng nhiều, đúng không? Chính là những cái đài mà ở trong trong nước đó, những đài trong nước họ quay phim giống như báo Tuổi Trẻ nè, có cái đúng đó. đúng người ta đưa lên, nhưng vấn đề là anh xin lỗi em, cái đấy nó có, cái đấy nó có, nhưng mà nó càng ngày càng ít đi chứ không phải càng ngày càng nhiều lên. Bây giờ chứ em nói cái chuyện thôi, tất cả nó phát triển càng ngày càng tốt lên đấy, thì hôm nay thôi em giải quyết được mấy vấn đề đấy với anh, thì hôm nào em biết em thích mà em cảm thấy anh phù hợp với em thì em lên nữa, thì ở để dưới này cho một số người người ta phản biện nhá. Ok anh. Đấy chứ mình nói chung là bây giờ đấy là quan điểm của em mà. Dạ. Theo anh nghĩ là bây giờ mình phản biện với nhau trên quan điểm mình là người trung lập thì nó dễ hơn. Đúng rồi, em nói thiệt với anh, em ở bên nước Mỹ này, nhưng em cũng phản đối những người nào mà mang giống như mà chống. Giống rồi. Như chúng ta phải đưa ra cái ý kiến để xây dựng với nhau, để ở bên Việt Nam nó làm như thế nào cho đất nước tốt hơn. Còn cái vấn đề mà muốn về đem súng đạn về, đem bom mìn về mà để phá hại đất nước hoặc là giết người bên Việt Nam thì em cũng hoàn toàn không chấp nhận điều đó. Em phải nói là một cái quan điểm của em là vậy. Nhưng trước khi em xuống em cũng nói với anh cái vấn đề này là nãy giờ em cũng thấy những người mà ở phía bên kia theo ở bên ở Việt Nam á, họ dùng cái những cái danh từ mà thô tục chửi bới. Cái chuyện đấy anh cũng nhắc rồi. Họ nếu mà họ làm như thế đó, anh Bằng đi. Họ nếu mà em hy vọng là họ giống như một phần của anh Bằng á thì mới là đúng là phản biện. Là để góp ý kiến. Dưới giờ em lên em phản biện với anh mà họ dưới họ chửi là họ thứ nhất á là họ không có cái văn hóa. Cái thứ hai á là họ đi ngược lại cái nghị quyết 36 của Đảng nhà nước Cộng sản Việt Nam đang muốn hòa giải dân tộc với nhau mà họ cứ chửi bới người bên đây thì cái đó là em thấy là không có tốt. Rồi bây giờ đây. Suy nghĩ là vấn đề em nói về cái đấy, anh chỉ xin em nói một câu ấy thôi. Rồi là coi như là anh em mình xin nhau chia tay nhau để mà ví dụ chương trình khác thì chương trình sau thì nếu mà em cảm thấy anh hợp thì anh mời em thì em lên, mà em cảm thấy là nói chuyện không bằng đích nói được thì nói chung là thôi anh em mình chia tay cũng được. Như anh nói em này, cái nghị quyết 36 của chính phủ mình đưa ra là rất đúng, nhưng mà chỉ có hòa giải với những người nào như chưa của những Việt Kiều gọi là bình thường và những Việt Kiều yêu nước, còn những kẻ chống cộng cực đoan, anh nói chống cộng cực đoan thì không bao giờ hòa giải với những kẻ đó, vì những kẻ đó người ta bảo thủ quá, người ta coi như là chống cộng đến lúc cuối cùng, thì nói chung muốn hòa giải hòa hợp thì cũng không được. Rồi ok, xin cảm ơn.